Hai mấy bạn ha. Hôm nay thì mình có một cái chủ đề này mình muốn nói về cái cũng hay hay mà cho mấy bạn cái diện cây quanh visa ha. Mấy bạn mà đang tìm hiểu về cây quanh visa ha. Là có những cái vấn đề mà tên tuổi mình trong giấy tờ khi mà mình đã nhận visa và mình đã qua Mỹ rồi ha. Thì bữa trước mình có nói chung rồi. Nhưng mà mình không có nói cụ thể, nhưng mà bây giờ mình nói sâu hơn và cụ thể hơn cho mấy bạn nào mà muốn tìm hiểu ha. Đó là cái tên mình qua đây sẽ bị đổi và lý do tại sao là bị đổi ha. Thì mình đã nói với các bạn là mình khuyên các bạn là nên đi làm cái social security number trước ha. Khi qua Mỹ, khi các bạn mà qua rồi là làm cái số an sinh xã hội trước đi. Thì một tuần là nó sẽ về đến nhà mình thôi. Là khi mà các bạn mà muốn làm cái an sinh xã hội đó thì các bạn đến là social security administration ha. Administration application for social security card ha. Đó là cái tờ này. Đó là các bạn có thể lấy từ trên mạng xuống hay là lại cái văn phòng đó thì nó cũng có thôi, dễ làm thôi. Nhưng mà cái phần mình muốn nói hôm nay đó là cái vụ tên mình ha. Thì bữa hôm mình có nói rồi nhưng mà mình giải thích cho mấy bạn hiểu và đi vào chi tiết cụ thể luôn ha. Thì trường hợp của mình đó là mình đi làm giấy kết hôn trước mà mình làm cái an sinh xã hội sau, nhưng mà khi mà mình đã biết rồi mình khuyên mấy bạn là làm cái thẻ an sinh xã hội trước đi rồi cái giấy kết hôn là sau ha. Cái phần đó để mình chia sẻ để mình chia sẻ clip sau. Thì cái phần này mình nói về cái tên mình bị đổi là sao. Khi các bạn điền thông tin vào cái tờ form này á, để lấy cái để nộp xin cái thẻ an sinh xã hội á, thì nó có để là full name as birth if order done over. Nó có để mình là first name, full middle name or last name. Thật sự là mình ghi cái form nó y chang ha. Thì mình đã nói rồi, tên mình là Trương Thị Bích Sơn, có nghĩa là mình cái lót mình là Bích Sơn và tên mình là Sơn ha. Nhưng mà mình nói là khi mà các bạn được cấp K-1 visa thì các bạn nên dòm lại đi, nên dòm lại cái visa của mình, cái tên mình được cấp là gì. Thật sự tên mình được cấp á, last name là cái họ mình là họ Trương, ok nha, nó đúng nè. Còn á, trong cái visa nó để là Riven name của mình là Thị Bích Sơn. Đó, khi mà mình làm cái thẻ an sinh xã hội phải không? Mình có ghi tên mình Bích Sơn hay là tên Sơn gì đó, tên của mình nha. Nhưng mà khi mà làm thẻ an sinh xã hội nó không có đồng ý, nó dòm vô cái visa của mình để nó đánh cái tên mình ra. Là tại sao? Tại vì ở Mỹ này á, dạng như ông xã mình tên là Leo George Hartman, nhưng cái tên của ảnh á là nó ra đầu tiên, là cái tên ảnh là Leo, còn ở giữa nó là George, còn cái họ là Hartman. Nó quan trọng cái tên là đầu tiên, cái phía giữa nó là cái tiếng điểm thôi, và cái cuối cùng á là cái họ của mình, nên nó ngược với Việt Nam mình. Rồi khi mà mình làm cái giấy tờ bên Việt Nam á, cái visa nó cấp rồi, cái tên mình có bốn chữ ha, Thị Bích Sơn, cái nó lôi Thị Bích Sơn, nó lôi chữ Thị Bích Sơn, cái bắt đầu nó tính từ cái Thị, nên cái Thị nó giờ nó đem quá làm tên mình luôn. Thì mình đã nói là lúc đầu mình cảm thấy nó kỳ cục lắm, nhưng mà mình chia sẻ cho mấy bạn mà đi sau sẽ gặp trường hợp đó. Nhưng mà nếu mà mấy bạn nào mà muốn đổi tên cũng được, nhưng mà thường là cái người Mỹ á, khi mà người ta làm giấy tờ hay là người ta muốn đổi tên á, hay là khi người ta kết hôn người ta đổi cái họ theo cái họ chồng thôi, chứ còn không phải là người ta đổi cái tên của người ta, đổi cái họ để theo họ chồng thôi, làm lại cái họ. Còn trong đây nó có để bạn là nếu mà các bạn muốn mà đổi tên cũng được, khi mà làm giấy kết hôn hay làm thẻ an sinh xã hội đổi cũng được, nhưng mà mình không thích đổi, đổi làm chi nó phiền phức lắm, tên mình sao nó vậy đi. Nhưng mà quan trọng là mình nói các bạn là cái tên mình nó được bị thay đổi từ cái visa nó bên Việt Nam nó cấp qua rồi, nên á là cái bốn chữ đó Thị Bích Sơn á đó, bắt đầu nó lấy chữ Thị đầu tiên nha, Bích Sơn làm tên lót đó, cuối cùng mình tên là mình qua đây mình đổi là cái Thị lễ tên mình. Nhiều người rất là khó chịu, tại vì cái tên mình nó theo mình đã mấy chục năm nay rồi, bởi vì mình đổi á mình cảm thấy nó bất cứ trong người sao á. Nhưng mà mình chia sẻ cho mấy bạn là nếu mà các mấy bạn mà nghe được thì mấy bạn cảm thấy ok hơn, tại vì ai cũng vậy, không phải giống như mình ha, không phải có mình vậy đâu. Nhưng mà mình khuyên các bạn là qua xứ Mỹ này á, các bạn á, nên nên tìm cái tên nào mà tiếng Anh á nó đơn giản ha, nó đơn giản mà dễ 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 nhớ ha, để khi mình nói ra cái người Mỹ người ta nghe người ta hiểu. Chứ người ta hỏi mình what is your name, my name Bích Sơn, what Bích Sơn, or my name Phương Phương,
nó nghe mà nó không bao giờ nó nhớ, nhưng mà mình nói rồi, qua cái nước Mỹ này đó, mình có một cuộc sống mới hoàn toàn mới trên xứ Mỹ, nên các bạn dùng một cái nickname mới đi, các bạn tìm cái tên nào tiếng Anh cho nó dễ nghe và dễ nhớ, dễ hiểu khi mình nói ra, giống như mình qua đây mình lấy tên là Tina cho nó dễ thôi, lấy cái tên khó khó khăn quá mình không không đọc được thì làm sao người ta hiểu cái tên của mình, để người ta dễ nhớ. Còn mà khi mà gặp người Mỹ lần đầu tiên người ta không có nhớ tên mình là gì đâu, còn mà nói chuyện với những người Việt Nam thì mình cứ nói là tên thiệt của mình là vậy thôi, nó cũng dễ thôi chứ không có gì là khó. Nên mình chia sẻ cho mấy bạn qua sao á, nhớ là cái tên mình nó sẽ thay đổi và cuộc sống mình mới bắt đầu đây, thì các bạn tìm một cái nickname nào mà nó dễ thương ha, các bạn cảm thấy thích từ lâu rồi lấy làm cái nickname mình đi cho nó dễ nhớ, để mình giao tiếp với người nước ngoài nó dễ hơn. Thì cũng đa phần giống như người Mỹ mà người ta nói tên của người ta với mình cũng đâu nhớ đâu, mà người ta lấy cái tên Tùng Tím hay gì đó nói với mình sẽ nhớ. Đó là cái cách mình chọn để mình nói cái tên mình, mà khi mà mình giao tiếp hay là học hành hay là cái gì đó để người ta dễ gọi tên mình, trong khi đó đọc lên hả tên người cái tiếng mình nghe không có hiểu mà nó rất là dở mà rất không hay. Mình hiểu là tại sao dở không hay, tại vì nước người ta đâu có nói tiếng Việt đâu, người ta kêu tên mình để rõ ràng. Nên tốt nhất là các bạn chọn cái tên ở ở ở đây đi, có nhiều tên lắm, các bạn lên mạng sọt cái tên nào các bạn thấy thích thì lấy làm cái nickname mình qua đây luôn ha. Mình lấy là Tiny, Tiny Tina, có nghĩa là cho nó dễ nhớ vậy thôi, chứ mình cũng không quan trọng đâu. Nhưng mà tên mình vẫn là tên của mình, tại vì mình tự hào là ba mẹ đã đặt cho mình cái tên rồi. Bởi vì khi mà qua đây á, ai mà đụng tới cái tên nó đổi tên mình cảm thấy mình bứt rứt, tại vì mấy chục năm trời nó đã theo mình rồi. Thì hôm nay mình muốn nói cho mấy bạn, để cái mấy cái bạn mà đi theo diện K-1 visa khi làm giấy tờ thì chú ý ha, chú ý phần đó. Thì khi các bạn nghe trước rồi các bạn qua đụng tới giấy tờ bên đây thì các bạn cảm thấy ok. Còn như mình qua đây rồi mình mới biết, nên mình bất ngờ bỡ ngỡ và cảm thấy nó khó chịu. Thì hy vọng mấy bạn coi clip mình sẽ có được cái kinh nghiệm về làm giấy tờ ha. Ok, bye bye mấy bạn ha.